Bức xúc bị vu khống đủ điều, Vi Hoành tìm đồng minh này để đá xoáy bà Phương Hằng. Vi Hoành tiếp tục có động thái mới nhất được cho là dằn mặt vợ ông Dũng lò vôi. Vụ lùm xùm giữa ca sĩ Vi Hoành và bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian qua, thu hút sự chú ý của nhiều người. Vợ ông Dũng lò vôi từng dùng nhiều lời hay ý đẹp để gửi gắm cho nữ ca sĩ, khiến dân tình xôn xao. Cuộc đấu khẩu công khai của ca sĩ Vi Hoành và vợ ông Dũng lò vôi khiến dân tình được fan đắm chìm trong giả mạ. Cụ thể trong lời dễ ảm gần đây, bà Phương Hằng nói, bây giờ cô muốn tôi lôi cái gì vãng dơ giấy của cô với một thằng đại gia gia, rồi cô qua Mỹ để không? Trời ơi, Vi Hoành ghê quá rồi. Lần sau tôi sẽ dành nguyên một buổi lôi hết dĩ vãng của cô ra cho mọi người coi, không có gì giấu giếm được tôi hết. Tôi đâu có đụng chạm gì đến Vi Hoành mà lôi tôi lên nói cạnh khỏe. Tôi muốn tu, không muốn chửi mà không được. Sau khi được bà Phương Hằng nhắc tên trên lời dễ ảm, giọng ca đồng xanh cũng có động thái đáp trả trên trang cá nhân, cuối cùng con cũng cho cô có cơ hội được gọi tên con rồi kìa. Mà có điều cô bêu xấu một, hai người lời nói còn có giá trị, chứ mỗi ngày cô đứng trên pháp luật chửi hết người này qua người khác thì nó vô tác dụng cô ạ. Bao nhiêu thứ xấu xa, từ ngữ nặng nề nhất tự bịa ra, tự nghĩ, tự ghép tội không một bằng chứng, cô cũng đã chửi hết mọi người rồi, cô có chửi thêm con nữa thì vẫn vậy. Động thái mới nhất trên trang cá nhân của Vi Hoành được cho là dằn mặt bà Phương Hằng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng status đá xoáy bà Phương Hằng. Đáng chú ý, Vi Hoành còn chia sẻ link bài viết của Mạch Kỳ Dỗ Phạm Ngà kẻ thù không đội trời chung của bà Phương Hằng. Dịch nguy hiểm lắm rồi nhưng vấn nạn này khiến nhiều người bị đe dọa, trong đó có tôi, xả dở thông tin bên chị Phạm Ngà, người nghệ sĩ cũng bị vu khống đủ thứ như tôi. Nếu Facebook tôi có bị hack, mọi người theo dõi bên trang của chị nhiều thông tin chính xác nhé, Vi Hoành nói. Bài đăng của cô nhận được nhiều phẫn nộ từ dân mạng, đặc biệt tính năng bình luận bài viết cũng được nữ ca sĩ tắt đi, để tránh sự công kích từ fan của bà Hằng. Bà Phương Hằng từng hứa cho Mạch Kỳ Dỗ Phạm Ngà 2 tỷ để cô quay về cuộc sống lương thiện. Được biết, từ khi bà Hằng bốc phốt Lương Y Hải Võ Hoàng Yên, Phạm Ngà đã nhiều lần ra mặt bênh vực, công kích không thương tiếc nữ đại gia. Bà chủ Đại Nam từng truy cùng đuổi tận diễn viên múa Mạch Kỳ Dỗ Phạm Ngà, và hứa cho cô 2 tỷ để quay đầu sống lương thiện. Nhiều người cho rằng, việc ca sĩ Vi Hoành liên tục bị bà Phương Hằng đặt điều vu khống khi chưa có bằng chứng xác thực, khiến nữ ca sĩ không khỏi phát hỏa. Việc Vi Hoành tìm cho mình đồng minh như Phạm Ngà để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân là điều khó tránh khỏi. Dân mạng cho rằng tên tuổi của nữ ca sĩ vô tình được đánh bóng sau giả mạ với bà Phương Hằng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.